Thành quả đây cả nhà ơi, chắc tầm 2 kg, hơn 2 kg á. Giờ một chỗ ở đây luôn nè. Tao không rất nhiều chứ. Con tao qua thì chạy ra. Đẹp không cả nhà? Cá đều đều nè. Chào cả nhà. Đến với kênh của Lợi nhé. Hôm nay Lợi đi theo thằng em đi câu cá. Câu cá trạch. Đây. Mời cả nhà theo chân Lợi đi câu với anh em mình nha. Vừa lên được con luôn này. Cá trắng này câu rất là nhảy nha cả nhà. Thả vô là ăn này. Đấy, tiếp tục đi. Đấy. Rất là nhanh nha cả nhà. Cá trắng nguồn này to béo rồi. Chưa được 2 phút nữa mà được 4 con này. Đây. Sát thủ. Đây. Ăn được cái. Đấy. Ai da. Thấy cái cá trắng này câu rất là nhảy nha cả nhà. Thì ai điểm câu cảm giác là câu cá này là sướng nhất nè, sướng tay nhất nè. Bỏ vô là ăn, bỏ vô là ăn. Đấy. Đây, đi chỗ khác đi, này nắng thế cầu cháy hết đầu. Đó. Cái này câu nửa ký về chinh giòn lên là thêm xỉ nữa là được rồi. Hết chảy nữa. Đây mình đi với ông anh nữa nha. Đây. Giờ mở tay lên nè. Ôi trời, con này to rồi. Con này về trinh giòn là hết nước chấm luôn. Được mấy con này? Ôi trời. Này được dễ đấy. Cái này là đùa nhau ai. Được. Đây. Cân thử. Lên. Giật đi. Đây là đùi nhau ai.
Thân vàng lên rồi, dưới đen rồi. Lên, ôi, mất em. Thiêu ra. Chạy ra cô. Đây mùi đây cả nhà ơi. Dứt. Ấy giờ. Nhanh lên, nhanh lên. Chỉ giao kiển thôi, nó bấm lại đi đúng không? Cá đây cả nhà ơi. Đây, cân này là bự này cả nhà. Đi cái đi đi lên đi cái đi phòng đi. Đây là mua đi, giá cái đi ăn nữa nè. Còn cái bình thường như thế, cái đi đần ra như thế, bên thằng điều đấy. Làm ngon nhỉ. Ấn đồ đấy. Thì... giờ này chưa, cá không ăn này. Hay dạ. Cá này chưa chơi câu ít ăn sớm rồi là chiều. Chắc về thôi. À, giờ này chắc chờ không cá rồi, mình chắc kết thúc video ở đây cả nhà. Chào cả nhà nha. Giờ này trời nắng lắm rồi.